Những ngày qua, Đại Nghĩa đã tích cực chung tay hỗ trợ bà con đang gặp khó khăn khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Nam MC tất bật cả ngày lẫn đêm, hết giao nhu yếu phẩm hỗ trợ đến các khu vực lại cần mẫn sắp xếp từng phần quà. Đại Nghĩa cũng thường xuyên chia sẻ các thử thách, câu chuyện vui nhộn của mình khi tham gia hoạt động từ thiện, chuẩn bị đồ tiếp tế cho người dân khó khăn. Nếu như trước đây Nam MC thường xuyên nhận các mặt hàng như rau củ, gạo mì, thì nay anh phải đối mặt với cá khô. Được biết, một mạnh thường quân đã gửi cho MC Đại Nghĩa một số lượng cá khô rất lớn để anh phân phát giúp. Điều tréo ngoe là bản thân anh và một tình nguyện viên khác đều ăn chay trường, nhưng phải ngồi bỏ từng con cá vào túi. Trên Facebook cá nhân của mình, anh chia sẻ, hai chị em đều ăn chay trường, nhưng lại ngồi đó chia cá khô ra thành từng bịch nhỏ để gửi đến bà con. Khoảng 100kg cá khô do một mạnh thường quân gửi từ dưới quê lên. Giờ thì mùi cá nồng đượm thấm đẫm cả hai đứa em luôn rồi. Tóc nay dài quá rồi, muốn kiếm cái tông đơ để ủi cho láng lẫy ghê luôn, vậy đó mà chưa có. Khán giả đọc câu chuyện hài hước của MC Đại Nghĩa vừa thương vừa buồn cười, rơi vào tình huống oái oăm nhưng anh vẫn rất vui vẻ, nhiệt tình hoàn thành công việc của mình. Khán giả gửi nhiều lời cảm ơn và động viên Đại Nghĩa hãy coi đây như một thử thách chính mình. Một số bình luận liên quan. Anh Nghĩa buộc chõm tóc nhìn hài quá, đống này hai chị em thơm nức mùi biển luôn. Chúc chú có sức khỏe thật tốt để làm việc lành ạ. Ngưỡng mộ tấm lòng nhân ái của anh chị. Cái này cũng là thử thách xem có dao động trước cám dỗ mùi khô không đó anh. Nhìn hai chị em mình cũng chuyên nghiệp quá ha, tưởng là nhà phân phối cá khô quá chứ. Thương chú Đại Nghĩa và cô Mỹ Hạnh quá, từ đầu mùa đến giờ làm gì cũng phải giữ sức khỏe nha chú. MC Đại Nghĩa duy trì việc ăn chay trường và làm việc thiện nhiều năm nay. Thời điểm thành phố thực hiện giãn cách xã hội, anh cũng tất bật với công việc hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn. Nam MC luôn tận tâm giúp người giúp đời mà không nghĩ đến hạnh phúc riêng tư. Chí nguyện của tôi không phải lấy vợ, sinh con rồi cùng nhau ngồi giữ tiền. Tôi đã chọn cuộc sống hiện tại với công việc. Bên cạnh tôi có gia đình, bằng hữu và khán giả. Ngoài nghệ thuật, tôi đi làm thiện nguyện với bạn bè, ý nghĩa hơn rất nhiều so với việc mình có một gia đình riêng. Bao lâu nay tôi vẫn sống như thế và thấy rất thanh thản, anh chia sẻ. Được biết, từ đầu mùa dịch, Đại Nghĩa đã rất tích cực hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn. Mới đây, anh tự mình vận chuyển các nhu yếu phẩm đến bà con ở khu vực quận 2, bất chấp ngoài trời mưa như trút nước. Nam MC ghi lại hành trình từ thiện của mình trên trang cá nhân, tiết lộ tình huống bi hài mà mình gặp phải. Bây giờ mưa rất to, mưa rất lớn, nhưng mà Nghĩa không có sợ mưa. Bây giờ Nghĩa đang sợ gì các bạn biết không? Không biết là có phải đi qua cái trạm thu phí nào hay không? Bởi vì nó thiệt lòng nói ra thì hơi mắc cỡ chút xíu, nhưng mà bây giờ trong người không có đồng xu cắt bạc nào hết trơn hết trọi á. Hết tiền, bây giờ trong người không có tiền mặt nữa các bạn à. Mà đi qua trạm thu phí thì người ta đâu có dùng thẻ đâu, không có tiền mặt nên giờ cũng lo không biết có phải là đi qua cái trạm nào không. Đại Nghĩa nói, nhiều năm hoạt động nghệ thuật, MC Đại Nghĩa được khán giả yêu quý bởi lối sống giản dị và chân thành. Tấm lòng nhân ái được thể hiện bằng hành động thiết thực ý nghĩa của MC Đại Nghĩa khiến mọi người cảm động và ngưỡng mộ.